Hội đồng Nhân dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa đã tiến hành kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, bổ sung nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời xem xét quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng khác. Đánh giá tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân khóa 12 xã Long Phước cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã phát triển tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 80,9% kế hoạch năm. Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung giải phóng mặt bằng, thi công 7 tuyến đường thuộc công trình 20 km nội thị thành phố, xây dựng và đưa vào sử dụng 7 tuyến mương bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm trái sầu riêng của xã đã được công nhận sản phẩm OCOP. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã đề ra.